Xin chào quý vị khán giả đã quay trở lại với chương trình Vén Màn Showbiz do báo Người Lao Động thực hiện. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng gặp gỡ với nhạc sĩ Dương Khắc Linh và vợ của anh, ca sĩ Sara Lu. Đầu tiên thì xin mời anh chị sẽ cùng gửi lời chào đến quý vị khán giả của chương trình Vén Màn Showbiz. Okay, xin chào tất cả khán giả của chương trình Vén Màn Showbiz của do báo Người Lao Động thực hiện. Mình là Sara Lu và đây là anh xã Dương Khắc Linh của mình. Hôm nay rất vui có mặt trong buổi phỏng vấn ngày hôm nay. Nhắc đến vợ chồng nhạc sĩ Dương Khắc Linh thì truyền thông cũng như khán giả dễ dàng nhìn thấy được là một gia đình hòa hợp, ít cãi vã. Thì sau 5 năm về chung một nhà thì những cái yếu tố nào để cho anh chị vẫn giữ được cái không khí đó trong gia đình? Thì trộm vía được cái là hai vợ chồng khá là hợp tính nhau. Anh Linh cũng là một người rất là hài hước, vui tính, dễ chịu. Còn Sara cũng vậy. Thì mình không có hay đặt nặng quá nhiều những cái tiểu tiết trong cuộc sống của mình. Thì không có quá là yêu cầu nhiều ở đối phương là anh phải thế này hoặc là em phải thế kia. Cho nên là thay vì mình tranh cãi thì mình tạo ra những cái kỷ niệm tốt và hay nói chuyện với nhau và cùng nhau hỗ trợ trong công việc, nên là trộm vía là khá là hòa hợp, hầu như là không có tranh luận gì trong về đời sống vợ chồng. Có tranh luận một chút về công việc là giống như kiểu làm sao để cho cái sản phẩm này nó tốt hơn, thì nó chỉ là một cái chút xíu, nó không có đáng để nhắc tới khi nếu như mà mình có tranh luận với nhau. Nhưng mà khán giả cũng thắc mắc là cái khoảng cách thế hệ 13 tuổi giữa anh và chị nó thể hiện như thế nào trong cái mối quan hệ gia đình của mình? Dạ, anh nghĩ là ai cũng nghĩ là chắc anh lớn hơn thì anh sẽ chỉnh chạc hơn để khi mà mình, thiệt ra là anh là cái người mà quậy hơn, mà trẻ trâu hơn là vợ mình, mặc dù là vợ mình trẻ hơn 13 tuổi. Cho nên là anh nghĩ là tuổi tác thì đến lúc nào đó cũng như là nó cũng tùy theo cái tính cách của con người. Ví dụ có những người ví dụ 30 tuổi họ nhìn họ rất là già đó, họ kiểu như là họ già mà cái cách suy nghĩ và mọi thứ nó một người giống như 50 tuổi đi. Còn ví dụ mình thì ngược lại, mình trong đầu mình vẫn còn nghĩ là mình là 32 tuổi là 55 tuổi. Cho nên là đó là lý do tại sao hai người cũng rất là hợp với nhau, không có bị quá là khác biệt, và tôi nghĩ là cái đó là cũng cái bí mật để mà mình luôn luôn trẻ, giữ cái sự trẻ trung. Khán giả cũng thắc mắc là có phải là sau khi có gia đình thì Sara Lu lui về phía sau làm hậu phương hay không? Thực ra thì cũng không hẳn là Sara lui về hậu phương, mà giống như kiểu là anh Linh hỗ trợ rất là nhiều trong công việc của Sara, và Sara cũng hỗ trợ lại trong những cái sản phẩm mà về quảng cáo của anh. Thế cho nên là bình thường mình không có quá là đặt nặng cái vấn đề là mình phải ra sản phẩm hay là mình phải đi show, đi diễn. Nhưng mà thì mình vẫn là đang quá là hài lòng với cái cuộc sống của mình, nên là mình cảm thấy là chưa cần bon chen lắm. Nhưng mà dạo gần đây thì Sara và anh Linh đã quyết tâm là mở một công ty sản xuất những cái sản phẩm riêng và có thể là tự làm ra mọi thứ, nên là bây giờ Sara cũng đang bắt đầu quay trở lại với công việc của mình. Công việc sắp tới thì nó có liên quan đến diễn xuất hay không? Tại vì trước đây thì Sara cũng bày tỏ là Sara rất là đam mê diễn xuất và anh Linh cũng hỗ trợ rất nhiều. Cũng bật mí với mọi người là anh Linh và Sara đang ấp ủ một giấc mơ là làm phim. Cho nên là bây giờ đang trong thời gian làm kịch bản và mong rằng là có thể nhanh chóng hoàn thiện cái phần tiền kỳ để mình có thể chính thức là làm được một bộ phim của riêng hai vợ chồng. Việc mà nuôi dạy một đứa trẻ cũng khá là khó khăn, trong khi gia đình mình thì có hai bé sinh đôi, thì cái việc mà mình nuôi dạy, mình chăm sóc hai đứa nhỏ thì có điều gì khó khăn hay không? Thì cũng khá là may mắn và trộm vía là từ nhỏ thì hai bạn rất là khỏe mạnh, là hầu như là không có cần phải gặp bác sĩ thường xuyên. Thế cho nên là đến thời đi học thì đương nhiên là các bạn những cái bệnh vặt sẽ lây qua lây lại, mình không tránh được. Nhưng là cũng trộm vía là hai bạn rất là nhanh hồi phục. Và thực ra thì về phần nuôi thì không có quá khó khăn, nhưng mà tại vì sinh đôi thì mình phải bỏ nhiều thời gian cho các bạn hơn. Nó không hẳn là sinh đôi là dành cho thời gian hai bạn, mà là giống như kiểu là ba bốn bạn. Tại vì với cả con trai nữa nên là rất là khá là quậy và hơi ngang chút.
và các bạn cũng hơi chậm nói hơn so với các bạn, nên là mình cũng dành nhiều thời gian để cho các bạn học thêm hơn, và cho nên là hai vợ chồng hiện tại cũng đang tập trung vào con cái nhiều hơn công việc. À, anh Linh thì hỗ trợ vợ của mình trong cái việc làm mình chăm sóc con cái như thế nào ạ? Anh là luôn là người đưa sáng đưa tao nó đi họp nè, buổi chiều thì hai vợ chồng đi đón, và anh cũng thường xuyên nấu ăn nè, rồi đi chợ, rồi chơi với tụi nó. Chính ra anh Linh là kiểu một người chăm nhiều hơn xưa ra. Anh Linh tức có thể là thay tã này, cho ăn này, đi tắm này, rồi dẫn hai bạn đi chơi, đi bơi các thứ. Sara là thường là kiểu đồng hành và hỗ trợ, chứ không phải là người mọi người sẽ nghĩ là anh Linh quá là bận công việc, nhưng mà thực sự là hai vợ chồng luôn luôn là cùng nhau chăm các con. Sara thì ít hoạt động nghệ thuật, thì cái việc mà Sara hỗ trợ anh Linh trong cái tài chính chăm sóc hai con như thế nào? Thực ra là tại vì là hai vợ chồng giúp đỡ nhau rất là nhiều trong công việc á, cho nên là cái tài chính vô thì cái đó là của hai vợ chồng chung chứ không riêng gì, tại vì là cái gì cũng có vợ mà nhúng tay vô và ngược lại, cho nên là tiền vô là hai vợ chồng quyết định phải làm cái gì, cho nên là thì cái đó là cái tiền chung chứ không phải là tại vì đó là công ty và vợ mình là đứng là chủ của công ty, còn mình chỉ là nhân viên thôi, thì đúng ra là hai vợ chồng là làm cùng nhau trong một công ty và giúp đỡ nhau, và cho nên là mỗi thứ từ công việc và từ nuôi con và từ mỗi thứ, tất cả mọi thứ là suốt ngày là hai chồng là cùng với nhau mọi thứ, và chuẩn bị là khi là không có bây giờ mà cãi lộn hay là về gì về hết. Vấn đề tài chính, tại vì gia đình của Sara hơi lạ một chút là, như mọi người sẽ biết là người phụ nữ sẽ là người cầm tài chính cho gia đình, nhưng mà gia đình Sara là anh Linh là người cầm tài chính, và nói chung là cả hai nguồn thu nhập là sẽ gộp lại để chăm sóc cho gia đình. Quay trở lại một chút về quá khứ, thì cái câu chuyện đi cửa sau tại cái cuộc thi giai điệu âm nhạc cũng gây cho khán giả rất là nhiều câu hỏi. Tất nhiên là anh chị cũng đã có những cái chia sẻ trên truyền thông, nhưng mà em cũng mong muốn là anh chị cũng có thể chia sẻ thêm cái câu chuyện này tại chương trình Bé Mà Showbiz để khán giả có thể hiểu thêm. Thì như mọi người đã đồn đoán, thì tức là Sara là đã yêu và quen anh Linh trước chương trình, nhưng mà thực ra là đến khi chương trình bắt đầu mới là gặp nhau lần đầu tiên. Cái mức độ thân thiết đó là do ngày xưa là anh Linh có chơi thân với chị gái của Sara. Thế cho nên là khi mà gặp nhau trong chương trình thì tại vì mình là em gái của bạn thân mà, nên là có hay ra hỏi han rồi chơi đùa, rồi cũng hỏi bạn, cũng nói chuyện với bạn Jackie, nên mọi người mới đồn là hai người này quen nhau để lấy giải nha. Nhưng mà như mọi người cũng thấy thì ai là quán quân, ai là á quân thì mọi người cũng đều đã được nhìn thấy rồi. Thì nhưng mà trong suy nghĩ của Sara là chết rồi, nếu chẳng may mình mà giải nhất thì thật sự là coi như là chắc là mình nghỉ hát luôn. Tại vì chắc lúc đó là kiểu mọi người bảo là thật sự là cái tin đồn nó là thật. Thế cho nên là khi mà Sara được giải nhì ấy, lúc đấy là mình cảm thấy mình vui hơn. Tại vì á quân, tại lúc đấy cái phần thi chung kết của Sara nó cũng không được tốt lắm, tại vì lúc đấy kiểu mình quá là lo lắng đi, nên là mình hơi quên lời một chút. Sau đó thì trong khi cái giai đoạn chung kết diễn ra thì bắt đầu mới gặp gỡ nhiều hơn và để làm nên cái bài hát chung kết đó, thì từ đó thì kiểu hai người cũng thấy người này kia ổn, nên xong bắt đầu tìm hiểu nhau, rồi sau chương trình thì bắt đầu là quen nhau. Sau chương trình khoảng 2-3 tháng gì đó mới là chính thức quen nhau. Hành trình từ lúc tìm hiểu quen đến cưới nhau nó có nhanh không ạ? Nói chung là từ cũng nhanh. Tức là trong cái thời gian mà tìm hiểu như mọi người nghĩ thì nó so với anh Linh thế là hơi lâu. Tại vì lúc nãy là em nghe anh trả lời như không, tức là trong cái thời gian tìm hiểu á. Còn cái thời gian mà bắt đầu đồng ý làm người yêu cho đến lúc mà cầu hôn thì siêu nhanh. Anh làm gì để cái tốc độ, cái giai đoạn đó nhanh như vậy? Thì dẫn đi chơi rồi chăm sóc hết cỡ luôn. Tại vì là lúc đó là anh cũng có tuổi rồi á. Anh nhớ là chắc là 39 hả gì? 38. 38. 38. Thì đã muốn có gia đình lắm rồi. Cho nên là không có thời gian mà kiểu như tìm hiểu nhau 3 năm, 5 năm gì, nên nó quá dài.
mình phải bây giờ khi mà mình đến tuổi rồi mình quen ai là mình cũng biết là nó ok hay là không, nó không nó khác hơn cái thời gian mà ví dụ mình 20 mấy tuổi mình có thể quen 3 năm mà mình chưa có thực sự biết người đó luôn, còn khi mà mình để 38 tuổi rồi mình trải qua quá nhiều thứ thì trong vài tháng mình biết là một người này là yes or no. Vậy thì cái hình ảnh của đối phương trong mắt mỗi người ở trong cái giai đoạn mà mình quen nhau, mình tìm hiểu, mình hẹn hò với cái giai đoạn sau khi mà mình đã kết hôn, đặc biệt là thời điểm hiện tại là sau 5 năm rồi, thì nó có khác gì không ạ? Không y hệt, Trộm vía không coi khác là á. vợ mình là không thay đổi gì hết, đương nhiên là thay đổi để mà thành người mẹ này kia mọi thứ, nhưng mà về tính cách, về cái mối hệ giữa hai vợ chồng ấy, nó y như là hồi mới yêu, nó không có một cái gì đó mà thay đổi nhạt đi hoặc là tệ đi, nó chỉ có là vui hơn và Hiểu nhau càng hơn. ngày vợ mình hài hước Đẹp hơn và coi như hơn. là giống như là thả lỏng hơn á, coi như Ừ. là Ngày xưa bị nghiêm túc quá. ngày xưa nghiêm túc hơn nhiều, Ừ. nhưng mà quen anh thì không có nghiêm túc nổi. Đỡ hơn rồi. Đỡ nghiêm túc hơn rồi. Anh Dương Khắc Linh là một nhà sản xuất âm nhạc. À, thì nó có ảnh hưởng như thế nào đối với cái sự nghiệp âm nhạc của Sara? Và Sara ít ra sản phẩm âm nhạc thì đó có phải là vì anh Dương Khắc Linh chưa có hỗ trợ tối đa cho Sara không? Mọi người cứ nghĩ là nếu như mà lấy một người chồng nhạc sĩ, producer này, tất cả trong một này, làm MV các thứ, hầu như anh ấy có thể làm được hết. Thì chắc bà này lấy xong là kiểu sẽ bào ông này một tháng ra một lần, một năm ra mấy bài. Nhưng mà không, kiểu anh Linh phải em làm này đi, em ra bài đi, hết sắp hết năm rồi. Cái năm đầu tiên mà Sara ra mắt ạ, là lúc đấy là kiểu cũng đã cầu hôn xong rồi ạ. Thì chết rồi, bây giờ tháng tháng 11 rồi mà hết năm rồi mà ra mắt xong em không có một cái bài nào solo ra mắt cả. Bây giờ em làm này em làm kia. Sara không phải là một người quá tham vọng để mà thành người nổi tiếng, Thì lâu lâu cho ra nên một là cái không bài. có, thực ra là cũng rất là hướng nội, cho nên là để mà nói là phải làm nhiều sản phẩm để mà nổi tiếng thì cái đó đúng không phải là tính cách của Sara. Sara chỉ là muốn có một tí tiếng tăm, có xong là đi bán, đi 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 kinh doanh thôi, nó thẳng như vậy, coi như là một người rất là thích kinh doanh. Chứ bây giờ mà ok ra bài hát là thu rồi quay MV, cái đó không phải là thực sự là cái sở thích. Cho nên là mình phải luôn luôn trời ơi, ra một bài đi rồi mình làm bài rồi mình ra này kia, Này là thích thích chồng ép ra mới mở ra thích chứ mở còn. nhà hàng rồi bây giờ thích đang livestream bán hàng đó, rất là hăng nha, thật ra không có cần nhắc nhưng mà ra sản phẩm thì phải lâu lâu thôi. Ngoài công ty chung thì hiện tại Sara có đang kinh doanh gì? Thì hiện tại Sara cũng đang cổ đông một cái nhà hàng buffet cùng với bạn của mình, và sắp tới là cậu sẽ mở một cái chi nhánh ở quận 10, và hiện tại thì cũng mở một công ty, tức là chuyên chuyên về livestream đó. Bán hàng livestream. Tại vì cái ý định ngày xưa đầu tiên không phải là đi hát đâu, nhưng mà lúc đấy là bạn bè rủ đi thi cái chương trình Giai Điệu Chúng Đôi đó, thì mình nghĩ trong đầu là à bây giờ nếu như mà mình đi thi ấy, mình có một chút xíu tiếng ấy, mình về mình mở mình kinh doanh cái gì cũng dễ đó. Lúc đó là tính là kinh doanh rồi thì có một chút vốn là tính mở hoặc là một quán cà phê nhạc live sống này kia, hoặc là một cái nhà hàng, hoặc là cái spa nhỏ nhỏ neo nhỏ nhỏ thì đi hát về có tí tiếng cái làm cái gì nó cũng ok. Thế cho nên là khi mà xong rồi đi thi thì tại vì Sara đi du học về từ năm 2014, xong rồi đến mãi 2018 thì chắc cho trong vòng 4 năm trời là đi làm văn phòng này, đi phiên dịch viên rồi đi kinh doanh buôn bán đủ thứ hết á, thích lắm. Thế xong rồi có vốn xong rồi tính về mở quán này quán kia, xong đi hát đi thi tiên đùng cái trộm vía là nổi tiếng, xong rồi anh Linh cái hốt luôn bể kèo, không buôn bán không có mở tiệm tiếc gì hết, thế xong rồi đưa hết tiền cho chồng đi đầu tư. Cái thời gian để mà mình dung hòa được giữa công việc mình yêu thích, công việc kinh doanh, rồi mình còn phải hoạt động nghệ thuật để mình đáp ứng cái nhu cầu của công chúng và việc mình làm mẹ, thì nó cái mình làm sao để mình dung hòa và mình sắp xếp thời gian ạ? Thì thực ra là nếu mà em biết một ngày của tụi anh nó rất là kinh khủng, coi như nó bận từ sáng sớm đến tối khuya luôn, 12 giờ khuya vẫn còn coi đang như thu âm. là cái mỗi ngày nó gần như không có thời gian trống. Anh thực sự là chỉ có là
khoảng nửa tiếng trước khi đi ngủ là anh còn lướt Facebook hay là xem gì đó trên YouTube rồi anh ngủ luôn. Còn vợ mình là cũng nguyên ngày bận hết cái này chuyện này với chuyện nọ, cho nên là mình thấy cái thời gian nó rất là trôi á. Và cho nên là hai vợ chồng em cũng thấy là hay đi du lịch để mà mình có những cái kinh nghiệm trong một năm, còn nó không là nếu mà chỉ là ở nhà mà loay quay con cái công việc không đó là hết thì Tại vì thứ nhất là đưa các bạn đi học cũng khá là tốn thời gian, cái đoạn đường dài ạ. Thế xong rồi buổi chiều thì thường là anh Linh sẽ làm việc trong studio nhiều, và hầu như là Sara hỗ trợ nhiều về cái phần thu âm demo rồi chỉnh sửa này kia. Và hầu như là thường ấy, khi mà đi event ấy, mọi người chỉ thấy Sara đi một mình thôi, tại vì hầu như là anh Linh nào cũng cắm mặt vào công việc rồi. Và lâu lâu thì anh Linh sẽ có một những cái event mà bắt buộc phải đi và nên đi. Thế cho nên là hoặc là thấy anh Linh là thấy Sara, hoặc là nếu mà thấy Sara đi một mình ấy, thì là anh Linh đang bận rồi. Đó nên là khi mà đi du lịch ấy, là cố gắng dành ra khoảng 2 3 ngày đi du lịch, là nhưng mà vẫn phải mang máy móc theo, là khách hàng mà dí là phải phải sửa đổi ngay lập tức. Đó cho nên là thường thường là công việc vẫn đang chiếm nhiều, và sau đó là đến con cái, và sau đó mới là đến công việc của Sara. Thường thì Sara sẽ luôn luôn để công việc của mình sau, nên là mình không có dồn nhiều quá nhiều vào những cái sản phẩm của mình. Thứ nhất là nó cũng tốn tiền nữa, mình để tiền để làm việc khác. Cho nên là hiện tại thì bây giờ cái công việc livestream ấy, thì đầu tiên là mình được tiếp cận với khán giả nhiều hơn, và thứ hai là mình cũng có thể kiếm tiền được, nên là Sara thấy cái công việc nó khá là ổn. Trong cái thời gian sắp tới thì anh có những cái kế hoạch hay dự định mới cho những bạn ca sĩ trẻ? Đầu tư hả hay là ấy hả? Không, anh công ty anh thì không có ý định nuôi gà kiểu vậy, nhưng mà anh có một cái công ty livestream thì trong đó sẽ có nhiều cái bạn KOL, KOC thì cái đó là có trong trong ý định khi là nó kết hợp, tại vì là anh nghĩ là nghệ sĩ bây giờ cũng phải đa năng, không phải chỉ là hát thôi, phải biết đóng phim rồi phải biết làm MC, phải biết bán hàng, nói chung là làm hết tất cả mọi thứ. Academy. Thì tụi anh sẽ mở một cái bật mí xíu, một cái academy để dạy hết trong mấy cái trong cái lĩnh vực này, thì trong đó thì sẽ có một số bạn thì chắc chắn là anh sẽ ký vào công ty, nhưng mà không phải là hẳn là theo giống như là những cái công ty khác mà ký ai có xong nuôi gà ca sĩ này kia, thì anh nghĩ là mình cần một cái gì đó nó rộng hơn. Tức là về phần đào tạo nhiều hơn. Ngoài cái dự định về bộ phim sắp tới thì Sara Lu có thể bật mí một chút xíu là mình có những cái dự định nào về âm nhạc hay không? Thì sản phẩm gần đây nhất sắp ra mắt thì đó là một cái bài hát ballad mà song ca cùng với anh ca sĩ Ưng Hoàng Phúc. Thì thực sự đấy là một cái vinh dự rất là lớn cho Zara, và tại vì như mọi người cũng đã biết thì anh Ưng Hòa Phúc thì là một ca sĩ rất là nổi từ cách đây 20 mấy năm rồi. Thì ngày xưa từ hồi nhỏ mình là giống như các bạn khác thì luôn luôn là chép những cái lời bài hát ra sổ viết tay, rồi sưu tập hình, rồi rất là thích cả nhóm SAT rồi những nhóm ngày xưa. Và bây giờ thì đến bây giờ thì mình có cơ hội được song ca cùng với anh Ưng Hoàng Phúc, thì cái đấy mình khá là kiểu rất là thích thú và tự hào. Thế cho nên là sắp tới thì mong rằng mọi người sẽ ủng hộ và yêu thích ca khúc mới của Sara Lu và anh Ưng Hoàng Phúc. Hy vọng những chia sẻ vừa rồi của nhạc sĩ Dương Khắc Linh và ca sĩ Sara Lu đã mang đến cho khán giả những thông tin bổ ích. Xin mời anh chị hãy gửi lời chào đến khán giả của chương trình. Xin cảm ơn tất cả quý vị khán giả của Vén Màn Showbiz hôm nay đã dành thời gian để nghe câu chuyện của Sara Lu và Dương Khắc Linh, và mong rằng mọi người sẽ có một ngày thật là vui vẻ, là công việc hiệu quả và gặp nhiều may mắn nhé. Bye bye. Bye bye.